Chào mọi người một ngày mới. Ngày hôm nay bếp chay kỳ duyên của mình quay trở lại sẽ hướng dẫn một món chay tiếp theo. Là mình sẽ làm từ đậu hũ tươi. Mình sẽ chế biến nó giống như tôm giả vậy đó nha các bạn. Đây, đây là đậu hũ. Đậu hũ hôm nay mình không có sắc ra mà là mình sẽ bóp. Mình bóp cho nó vừa thôi, mình không có bóp quá nhuyễn. Này là mình làm tôm chay nha. Nguyên liệu là đậu hũ tươi. Ta sẽ bóp ra. Cái món đậu hũ mình giả tôm này thì chúng ta sẽ ăn với cơm, bánh mì hay hoặc là bún, bánh tằm. Đều ngon tất cả. Mình nấu bánh canh thì mình làm tôm giả chay này, mình để vô nó rất là giống bánh canh tôm. Món chay nào cũng chế biến được hết, nhưng mà mình làm tất cả đều là đậu hũ. Rồi xong mình cho chảo dầu nóng, mình cho đậu hũ vô. Đặc biệt là ở đây cái đậu hũ khi mình xào mình không có xào cho nó vàng nha các bạn, mình chỉ xào cho miếng đậu hũ nó săn lại thôi, nó ráo nước. Vì trong cái món đậu hũ giả tôm này ngày hôm nay mình ăn với bún với bánh mì, cho nên cái nguyên liệu tiếp theo là mình sẽ làm củ đỏ và một trái cà chua. Nếu mình để vô bánh canh đó thì mình chỉ làm đậu hũ không thôi, nhưng mà ngày hôm nay mình làm đi ăn với bánh mì, với bún, với bánh tằm, cho nên mình làm một ít cà chua và củ đỏ. Rồi mình thêm gia vị vô. Rồi tôm xào với củ đỏ với cà chua. Rồi đây là hành lá. Mình lấy một ít gốc hành để mình xào cho nó thơm nha. Mình có thể để chung với đậu hũ mình xào luôn. Màu của gạch tôm. Khi tàu hũ nó còn đang tươi như vậy mình để vô đặng cho nó ra màu nó đều hơn. Chứ để khi mà đậu hũ nó khô rồi thì cái tốc độ mà nó đều màu nó hơi khó. Cho nên mình muốn để sớm chút hơn. Để mình làm cho cái màu nó dễ tan ra, dễ đều mới đậu hũ hơn. Rồi chỉ rất là đơn giản như vậy thì mình đã thấy nó giống tôm rồi phải không mọi người? Rồi mình sẽ gắt vô một chút đậu nước mình gắt vô một chút xíu hạt nêm. Và một ít bột ngọt. Mình để như vậy cho nó ráo và nó săn miếng đậu hũ lại. Rồi mình sẽ để cà rốt với cà chua vô. Nhưng mà mình cũng sẽ xào tiếp tục. Mình sẽ xào cho mấy cái này nó khô.
chín mà nó khô, nó ráo, nó săn lại thì nó rất là ngon. Rồi, món tôm của mình ngày hôm nay mình sẽ để một chút nghệ nha các bạn. Mình sẽ ăn với bánh mì hay ăn với bún gì cũng rất là ngon. Chúng ta để một chút nghệ xào vô. Mình sẽ cho hành vô là xong. Mình sẽ xắt thành lá, xắt nhuyễn nha. Rồi. Mình rất là hấp dẫn. Tắt bếp luôn. Nó còn một ít dầu. Mình không muốn ăn ngán thì mình sẽ bớt dầu ra. Mình sẽ nghiêng chảo để cho dầu nó xuống. Rồi mình sẽ lấy ra. Cho nó xuống hết dầu mình sẽ xúc ra. Mình sẽ cho nó ra dĩa. Rồi, như vậy là cái món đậu hũ làm giả tôm này ngày hôm nay của mình nhìn thấy hấp dẫn không các bạn? Giống là tôm mình xào không? Thì mình sẽ dùng cùng với bánh mì, bún hay hoặc bánh tằm. Rất là ngon. Hương vị mình nêm rất là vừa ăn. Và cũng là bổ dưỡng. Chúc mọi người cùng làm với mình và thưởng thức nha. Chúc một ngày mới an lạc, gia đình hạnh phúc. Tránh được những tai nạn không đáng có. Nguyện cầu cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, trí tuệ sáng suốt, được mọi người được an lành, hạnh phúc, ấm no. Nam mô A Di Đà Phật.